này chúng ta còn nhớ được bao nhiêu và quên bao nhiêu rồi nào? Chúng ta mở sách bài tập cho cô ạ. Chúng ta sẽ chữa bài tập ở leçon 8 gọi là Parler de la famille, nói về gia đình của mình đúng không ạ? Và hôm trước tiên là cô đã gửi đường link cho các bạn cũng như các cái tài liệu liên quan để chúng ta có thể ôn được cái nói về các cái thành viên trong gia đình. Vậy chúng ta bắt đầu với bài số 6 ở đây. Vậy anh tỏa cô xem. À, đó, trang này cơ. Đó, trang 24. Và gì? Trang 24 ạ. Parler de la famille. Phần đầu tiên của chúng ta là comprendre, hiểu. Vậy, ở đây chúng ta nhìn các cái mục ở đây chúng ta sẽ biết rằng là à, đây là người ta nói tên này, họ của cái người đó đúng không ạ? Có cái hình cái váy này chắc chúng ta biết là phụ nữ rồi đúng không ạ? Bao nhiêu tuổi và nghề nghiệp của người đó là gì? Thì những cái nghề nghiệp này chúng ta cũng đã học rồi đúng không ạ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho cô câu đầu tiên. Wait, Dominique et Elisabeth ont une petite fille, có một đứa cháu, gọi là cháu, gọi bằng bà hoặc là bằng ông, có đúng hay không? Cháu gái, có đúng không? Không. Không đúng không ạ? Hai thằng này đều là con trai cả. Wow, là. Wait. Câu số 2. Câu số 2 là gì? Wait. Không hiểu sao, không biết ai đang làm. Lúc nãy cô vào bằng cái link thì nó lại báo cô không vào được. Bây giờ cô vào là tham gia như các bạn. Giờ cũng chả biết ở đây ai là host luôn. Để cô không thể e-code được. Các bạn chỉ có ghi code lại hộ cho cô nhé. Đã nó đang bị cái lỗi gì đó mà vừa xong cô phải vào bằng người tham gia. Oui. Câu số 2 của chúng ta, câu B. Louis et Damien sont frères là anh em có phải không? Đây ạ. Louis et Damien sont frères. Có phải không? Cô đúng không ạ? Cái con vợ của nó thì mới là anh em với thằng này. Ồ, d'accord. Chúng ta sẽ tích vào đây vào cho cô ạ. Voilà. Ici c'est faux. Ici c'est faux. À, pardon, c'est bon. Câu số 3. La sœur de Guillaume s'appelle Camille. La sœur de Guillaume s'appelle Camille. Đúng không? Cháu... Gái hoặc em gái của Guillaume tên là Camille à? Là vợ. Là vợ đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta chọn câu này là gì? L'oncle d'Abon est médecin. Má của ông chú d'Abon là bác sĩ. Đấy. Chú của Đa Bông là bác sĩ. Đa Bông đây. Ông chú hoặc ông bác của nó là bác sĩ đúng không trai? Đúng. Đúng. Ông bác đấy. Lê Phan. Sao? Lê Phan. Les parents d'Auguste sont artistes. Bố mẹ của Auguste là nghệ sĩ. Đúng. 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 Les grands-parents d'Abon ont trois fils. Ông bà của d'Abon có ba người con trai. Ba người con trai, đúng hay sai? Sai. Sai. Hai con trai. Hai trai một gái. Wow, sai. Chính xác. Tiếp theo ạ. Wait. Écoutez, écoutez la bonne réponse. Nghe và tích vào câu trả lời đúng. Wait, chúng ta nghe cho cô ạ. 17. Unité 3. Faites connaissance. Leçon 8.
Parler de la famille. Activité 2. Je me présente. Je m'appelle Irina Dupré-Ortega. Dupré, c'est le nom de ma mère. Elle est française. Elle habite à Fougères. Fougères, ça s'écrit F-O-U-G-E, accent grave, R-E-S. Mon père s'appelle Federico Ortega. C'est un musicien espagnol. J'ai deux sœurs. Elles sont médecins. Fils, Thomas, a 6 ans. Il parle français et espagnol. Ok, cô ta nói về ai ạ? Về cái gì? Ở đây. Chào gia đình của mình, giới thiệu đất nước mình hay nói về gia đình mình? Cô ta nói về cái gì đấy ạ? Nói về cái gì? Cô ta nói về bố này, về mẹ này, về chị, về anh gì gì đó đúng không ạ? Vậy thì là nói về cái gì? Con ghi được bài chưa? Gia đình. Gia đình đúng không? Nếu cô nhớ không nhầm mình như bài này mình chữa rồi sao chứ nhở? Thế quen lắm nhá. Chữa rồi cô ạ. Chữa hết trang mấy rồi em ơi? Chữa hết rồi. 25 đúng không? Chữa hết trang 27 rồi. Chữa hết trang 25 thế mà vừa xong cô hỏi đáp án một cái này thôi cũng không trả lời cho cô. Chúng mình làm đến trang bao nhiêu rồi? Hết trang 27 rồi ạ. À hết cả trang 27 rồi cô ạ? Vâng ạ. Cô là là. Tức là cô chữa hết bài tập của bài số 8 luôn rồi ấy hả? Dạ đúng ạ. À, d'accord, ok. Thế thì chúng ta sẽ sang bài số 9 thôi. Cô chữa, cô càng chữa, cô lại càng thấy quen. Uê, bởi vì cái sách này tôi đã dạy bao giờ đâu. Mà tôi lại cứ thấy nó cứ hiện ra đáp án ở trong đầu. Những cái câu rất là quen. Uê. Mình nghỉ lâu quá nên tôi cũng quên. Nên sách của các bạn viết vào cho các bạn phải biết chứ. Okay, nào, thế thì chúng ta sẽ học ở trong sách giáo khoa vậy. Écrire une personne. Miêu tả một người nào đó. Décrire tức là miêu tả. Personne nó giống như từ person của tiếng Anh của các bạn ấy ạ. Tức là người, gọi là décrire une personne, miêu tả người. Thế thì trước khi chúng ta học cái phần này thì các bạn sẽ nhìn cho cô ở cái bảng này đã. Gọi là trang 37 nhá, chúng ta mở sách giáo khoa ra. Trang 37. Wait. Chúng ta có le masculin et le féminin et le pluriel des adjectifs pour décrire une personne. Người ta giới thiệu chúng ta các cái tính từ giống đực, giống cái và số nhiều để miêu tả một người nào đó. Chúng ta còn nhớ cái từ này không ạ? Grand tức là gì nhỉ? Il est grand. Có nghĩa là gì? Chúng ta học rồi. Il est grand, il est petit. Là gì ạ? Cao lớn và nhỏ nhắn ạ. Chính xác, chúng ta có từ grand tức là cao, petit tức là thấp. Wait. Elegant, elegant. Wait. Và chúng ta có số nhiều, ils sont grands and sont grandes. Các bạn nhắc lại hộ cho cô ạ. Chắc lâu lâu rồi là chúng ta sẽ bị quên cách đọc đấy. Và gì? Grand. Cái bên này, grand. Gong, 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 gong. Tiếp theo chúng ta học thêm những tính từ nữa đó là sportif. Cái từ sport này chúng ta biết đúng không ạ? Tức là anh ta người trông rất là như thế nào? Rất là như thế nào? Thể thao đúng không ạ? Elle est sportive. Cái đuôi này là đuôi tiếp.
gọi là em xin nhau. Il est sérieux. Anh ta rất là gì? Em sẽ thử vào lần sau nhé. Nghiêm túc, gọi là nghiêm túc. Các hình như em cũng có 2000. Il est sérieux. Nghiêm túc. Elle est beau, elle est belle. Còn nhớ hai tính từ này nghĩa là gì không? Xinh đẹp. Đúng rồi, chính xác. Với đàn ông chúng ta dùng beau, với phụ nữ chúng ta dùng belle, gọi là. Tuy nhiên tính chúng ta sẽ có một tính từ như thế này dùng như giống đực, gọi là khi mà sau nó là một danh từ giống đực bắt đầu bằng gì? Bằng gì ạ? Bằng gì thì mình phải làm như thế này, mình phải biến cái bô thành ben như này để là để nối âm. Sau nó sẽ là một danh từ bắt đầu bằng gì ạ? Bằng gì? Âm cơ mà. Bằng nguyên âm. Để mình nối âm đúng không? Không ạ, chúng tôi đọc cho cô ạ. Sportif. 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 Gọi là sportive. 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 Thank you. Serious. 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 Sau gọi là belle. Gọi là il est sportif. Il est sportif. Elle est sportive. Elle est sportive. Il est sérieux. Il est sérieux. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Gọi là khi chúng ta học về nghề nghiệp, cô cũng đã nói một số cái đuôi tính từ như này đúng không ạ? Il est beau. Il est beau. Il est belle. Il est belle. Gọi là chúng ta có tiếp theo mạo từ không xác định để đưa ra một cái thông tin nó không cụ thể, gọi là chỉ đơn giản là để chỉ định một cái gì đó thôi đúng không ạ? Còn cụ thể thì mình sẽ dùng mạo từ xác định thôi, mình đã học đúng không ạ? Chúng ta có giống đục restaurant, một nhà hàng, gọi là giống cái une chanson, một bài hát, hoặc số nhiều để chanson, những bài hát chanson chanson. Ici c'est restaurant, restaurant. Voilà. L'adjectif à article définit, mạo từ xác định để đưa ra một thông tin cụ thể. Cái này chúng ta đã được học đúng không ạ? Ví dụ le restaurant là Felicita, gọi là tên này là lấy tên của mình đúng không ạ? Cái nhà hàng này nó tên là gì chứ không phải là một cái nhà hàng nào đó. La chanson là Isa Bonita, đấy là tên của bài hát đúng không ạ? Thì chỉ có một cái tên đấy thôi. Hoặc khi chúng ta đi với gì, sở thích sở ghét, cái này chúng ta cũng đã học đúng không ạ? J'adore les chansons pop. Tôi thích cái bài hát pop. Adore nó giống như động từ to like của tiếng Anh của các bạn đúng không ạ? Tiếp theo thì có cái phần mới hôm nay của chúng ta ở đây. Chúng ta có thể về nhà để nghe lại ở trong phần 43, 44, 45 gọi là 46 ở đây. Cái file cô đã gửi cho chúng ta, file nghe đúng không ạ? Chúng ta có thể nghe lại các cách đọc ở đây và những cái từ này. Còn bây giờ cô sẽ đọc cho các bạn, gọi là người Việt chúng ta đọc cho nhau nghe để dễ hiểu hơn. Cái đầu tiên chúng ta dùng để miêu tả về cái gì? Về physique. Physique là như chúng ta gọi là về thể chất đấy ạ. Tức là cao, thấp hay là gì đó. Gọi là về apparence, tức là về ngoại hình, xinh đẹp hay là xấu xí hay gì đó. Và character, tức là về tính cách. Về tính cách. Thế thì đầu tiên ở đây về cái physique thì chúng ta sẽ có những cái gì? Ví dụ le corps. Corps có nghĩa là cơ thể. Gọi là cơ thể. Chúng ta sẽ có gong gong. Petit, petite. Đây là nhỏ đấy ạ. Thấp đấy ạ. Sportif, sportive. Các bạn đọc theo cô ạ. Le corps. Le corps. Le corps. Gọi là cơ thể của các bạn. Gọi là mấy nữa chúng ta học chuyên ngành thì cô sẽ dạy cho các bạn về les parties du corps, tức là những bộ phận trên cơ thể người đó. Thì chúng ta sẽ có corps, tức là cơ thể con người. Gọi là le corps. Le corps. Le corps. Gọi là gong.
Grand. Voilà, ici c'est oui, les cheveux, ici c'est les cheveux, c'est la tapa. Gọi là les cheveux thì ở đây người ta sẽ nói về màu sắc của tóc hoặc là kiểu dáng của tóc. Gọi là đây chúng ta có tóc ngắn và đây là tóc dài. Gọi là và tóc thì chúng ta biết là nó luôn luôn là có số nhiều rồi, les cheveux đúng không ạ? Chúng ta sẽ có gọi là và khi chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ phải hợp rồi. Ví dụ nhá, trong câu này giả sử thôi, chúng ta có cái màu brun này tức là màu nâu, màu nâu. Và blonde có nghĩa là màu vàng, như kiểu chúng ta biết là cái cô gái tóc vàng hoe ấy. Đó, cái này là cái màu blonde. Cua là cái kiểu dáng tóc là tóc ngắn và lông là tóc dài. Thế thì nếu như chúng ta muốn nói rằng cô ấy có cái mái tóc màu nâu, mình sẽ nói như thế nào? En la brun. Voilà. Hiển nhiên khi đó cái từ brun này chúng ta sẽ phải thêm s vào, tức là phải hợp giống với cái từ cheveux. Ngoài ra thì có một số màu sắc nó không hợp giống hợp số, thì cô cũng đã nói với các bạn rồi đúng không ạ? Nếu nó đi từ đồ ăn thức uống ra thì chúng ta sẽ không hợp. Từ brun này thì ta có thể hợp được. Voilà. Cheveux brun. Ví dụ thế. Thì cái là cô ấy có mái tóc màu nâu, hoặc cái này chúng ta cũng có thể dùng là des cheveux bruns, hai cái đều được. Nhưng mà nếu người ta viết như thế này, voilà, elle brun, voilà, khi người ta viết là elle brun cũng có nghĩa là cô ấy có mái tóc elle brun, cô xin lỗi, elle brun đó, khi đó nó sẽ hợp với cái chủ ngữ này. Và khi nói là elle brun hoặc il est brun thì chúng ta hiểu là anh ấy có mái tóc màu nâu, cô ấy có mái tóc màu nâu. Được ạ? Đó. Tương tự như thế, lông cũng như vậy. Còn cua ở đây thì nó đã hợp rồi đúng không ạ? Cua thì cua và lông thì chúng ta chỉ có mỗi là elle a les cheveux cua, elle a les cheveux long, chứ không có elle est cua, elle est long. Ok, bắt đầu. Bạn nào hỏi đấy ạ? Bạn nữ nào vừa hỏi cái gì đấy ạ? Không thì vẫn có thể trả lời với cô là em không hỏi gì mà. Oui, cheveux courts, cheveux longs. D'accord. Cô đọc lại ạ. Oui. Les cheveux. Répétez. Les cheveux. Les cheveux. 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 Voilà. Les cheveux. Les cheveux. Voilà. Vœux. Vœux. Chữ O khép vào. Giống như số 2 của bạn ấy. Les cheveux. Vœux. Oui. Voilà. Brun. Blonde. Nó là chữ gì? Nó là chữ Ur chứ không phải chữ Ur đâu nhá. Không phải Ur đâu nhá. Không phải Ur Ur mà là Ur. Thế đọc là Ur. Hay là Long. Ok, mình chỉ để kết thúc ở chữ N-O-N này thôi nhá. Không đọc cái chữ đằng sau. Hay là tiếp theo chúng ta có apparence, tức là vẻ ngoại hình. Apparence, vẻ ngoại hình. Chúng ta có beau, ben, ok đúng không ạ? Đẹp, xấu. Jolie, à đẹp, cô xin lỗi, đẹp giống đực, đẹp giống cái. Jolie cũng là xinh đẹp. Và là thông thường thì khi chúng ta dùng cái từ jolie là nó với cô bé gái, những cái bé gái nhỏ nhỏ thôi, chúng ta dùng là jolie, cái gì đó nó xinh xẻo, xinh trắng ấy. Và là jolie, và là elegant, elegant là
như kiểu là trang nhã, tao nhã, ăn mặc trông nó lịch sự, gọi là trông nó rất là thời thượng, kiểu kiểu như thế. Có những người phụ nữ, người đàn ông như vậy, elegant, elegant. Và chic, chic tức là trông nó rất là chảnh, tức là trông nó rất là như kiểu là thế giới, như kiểu là ở Việt Nam mình cũng có cái hãng thời trang là chicland ấy, gọi là đó. Thì tức là cái đồ quần áo thì nó hơi kén người mặc, đa phần là những cái người mà người ta phải có điều kiện một chút đấy. Vì cái từ chic này thì có thể nó sẽ đi từ, nó đi từ một cái expression là bon chic bon jong, tức là những cái đối tượng mà tư sản và là có một chút tiền ấy, và thích ăn mặc nó khác với những người khác, thích thể hiện là mình là người có tiền ấy, gọi là chic, gọi là chic, chic. Chúng ta nhắc lại cho cô ạ, l'apparence. L'apparence. Oui. Bố. Bố. Belle. Belle. Voilà, hai từ này các nhân đọc giống nhau này. Jolie. 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 Elegant. Elegant. Grand, 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 grand. Elegant. Elegant. Elegante. 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 Chic. 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 Nhớ chic. Đọc là chic nhá, mà đọc là chic thôi nhá. Wait, chic, wait. Lại chic, gọi là chic, chic. Voilà. Tiếp theo chúng ta có về tính cách, le caractère. Chúng ta có adorable, nó đi từ cái động từ adorer ra, tức là những người nào đó có thể là thân thiện với người khác, dễ mến á. Sympathique, gần gũi, dễ gần, dễ tính, tốt bụng, ví dụ thế. Sympathique, hay đôi khi người ta chỉ viết tắt bằng từ sympa. Sympa, đầy đủ của nó là sympathique. Wait, triste, tức là buồn bã, buồn rầu, gọi là serio, chúng ta biết rồi, tức là nghiêm túc, với nghiêm túc, có thể là hơi nghiêm túc, hơi nghiêm khắc một chút xíu, ví dụ như thế, serio, tức là những người rất là nghiêm túc. Chúng ta đọc theo cô ạ. Le caractère. Le caractère. Le caractère. Adorable. 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 Sympa. Sang này nó sang. Sympa. Sympa. Ok, chúng ta có chữ sympa đó. Sympa, chúng ta có thể nói bằng từ viết tắt như thế đúng không ạ? Elle est très sympa. Elle est très sympa. Sympathique. Sympathique. D'accord. Sympathique. Triste. Chữ này đó là chữ gì? Triste. Voilà. Triste. Đấy. Triste. Triste. Mình đọc nhanh thôi thì nó sẽ là triste. 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 Voilà. Chứ nếu như mà ai nghe thoáng qua lại tưởng là khít thì không phải là khít đâu, mà nó là trit, hoặc là triste. Ok, tiếp tục nào. Serio. 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 D'accord, ok. Tiếp theo chúng ta sang mục về vêtements, tức là nói về quần áo nói chung. Les vêtements, và accessoires gọi là trang sức phụ kiện. Les accessoires, nối âm. Ouais. Chúng ta có ở đầu tiên ở đây có những cái từ gì về vêtements, về quần áo. Chúng ta có une chemise. Chemise sẽ là áo sơ mi nam. Ouais. Còn sơ mi nữ chúng ta có từ un chemisier. Voilà. Sơ mi nam thì là une chemise, còn sơ mi nữ thì là un chemisier, nó đặc biệt như thế. T-shirt thì từ này dùng tiếng Anh các bạn rồi, áo phông đúng không ạ? Robe, robe có nghĩa là một cái váy liền thân đấy ạ, gọi là robe là một cái váy liền thân. Còn cái váy mà cho chỉ có cái chân ở phía dưới ấy, thì chúng ta sẽ gọi nó là une jupe. Une jupe, ai nói mini jupe đấy ạ, gọi là jupe ngắn á. Gốp là cả một bộ váy nhá. Còn vest là cái áo vest. Vậy Việt Nam mình cũng mượn từ đây ra đúng không ạ? Pantalon là cái quần, quần Âu, gọi là
quần âu ấy, quần vải ấy ạ. Đó. Chúng ta đọc theo cô ạ. Les vêtements. Les vêtements. Les vêtements. Une chemise. Une chemise. Une chemise. Un t-shirt. Un t-shirt. Un t-shirt. Shirt. Shirt. Un t-shirt. Shirt. Shirt. Un t-shirt. Un t-shirt. Voilà. Nó có thể viết tắt bằng chữ T đúng không ạ? Une gobe. Une gobe. Une gobe. Une veste. Better. 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 Okay. And pantalon. And pantalon. And pantalon. And pantalon. And pantalon. Voilà. Pantalon. 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 Bon, je répète. Les vêtements. Les vêtements. D'accord. Une chemise. Une chemise. Une chemise. Une chemise. Un chemisier. Un chemisier. Un t-shirt. Un t-shirt. Une gobe. Une gobe. Une veste. Une veste. Un pantalon. Un pantalon. Une jupe. Une jupe. 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 D'accord, ok. Chúng ta tiếp theo sang phụ kiện ạ. Chúng ta sẽ có chapeau. Ouais, chapeau là cái gì ạ? Cái mũ. Voilà. Chúng ta có cái nón ấy ạ. Nó là chapeau conique. Ouais, chapeau conique là cái nón. Chapeau với des lunettes, voilà. Des lunettes chúng ta gọi là kính ạ. Ouais. Và chúng ta có kính chống nắng nha. Đó là des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. Voilà. Hoặc chúng ta có thể dùng tính từ của nó là des lunettes de soleil. Hoặc là chúng ta dùng tính từ de soleil hoặc là soleil, là tính từ của từ soleil, mặt trời đấy ạ. Ouais. Anh sắp tức là một cái túi. Ouais. Sắc, sắc thì túi thì nam cũng có túi mà nữ cũng có túi đúng không ạ? Thế nhưng mà, ouais, mà chúng ta có thể rõ hơn, ví dụ như phụ nữ thì chúng ta có những cái sắc mà nó nhỏ nhỏ chúng ta cầm ở tay đó, thì chúng ta sẽ có cái từ là anh sắc ca mà. Gọi là anh sắc ca mà, mang là bàn tay, gọi là túi sắc tay, sắc ca mà, gọi là. Và chúng ta có anh sắc ca đồ. Voilà. Sắc ca đô, đô là lưng. Vậy thì nó là cái gì? Sắc ca đô, đô là lưng. Vậy thì sắc ca đô là gì? Đúng rồi, nó chính là ba đô. Ba lô, uầy. Sắc ca đô chính là ba lô đấy ạ. Uầy. Thật ra của nam thì nó có một cái riêng biệt. Ví dụ cái túi đi làm của anh nam thì nó sẽ dùng cái từ là anh ca táp. Cái túi nếu chúng ta dùng cái từ sắc không thì nó có nhiều, rất là nhiều loại túi đúng không ạ? Túi như chúng ta xách đi du lịch gọi là sắc, là cái túi to đùng chúng ta xách đi làm gọi là sọc. Vậy cái túi chúng ta xách à không, đi chợ gọi là pannier cái giỏ. Vậy tiếp theo là chúng ta có des chaussures. Chaussures thì nó là đôi giày. Vậy và thông thường khi chúng ta dùng chaussures chúng ta có thể là chaussures de sport, giày thể thao, gọi là hoặc là chaussures noires, những cái đôi giày đen của các cái anh nam ạ. Còn cái giày của phụ nữ thì chúng ta có sẽ có thêm một cái vế nữa vào đằng sau là chaussures à talons. Voilà, đây ạ. Nếu chúng ta thêm cái từ này vào chaussures à talons. Talon là cái gót. Voilà. Chúng ta dùng chaussures à talons tức là giày cao gót, và là giày cao gót của phụ nữ, gọi là hoặc là chaussures à haut talons. Khi chúng ta dùng từ haut talons thì nó là cao. Ô là kiểu thấp và cao của đồ vật nói chung, nhà cửa hay gì đó. Vậy chúng ta có thể là à talons là giày có gót của phụ nữ, hoặc là haut talons chúng ta thêm cái từ này vào đằng trước này.
Voilà. Tạo một tay. Voilà. Đó. Đấy nhá, bây giờ chúng ta sẽ đọc một lần nữa, cô sẽ xóa đi để cô còn nói cái ở phía dưới ạ. Les accessoires. Répétez, les accessoires. Les accessoires. Voilà. Ouais. Un chapeau. Un chapeau. Un chapeau. Un chapeau. Un chapeau. Des lunettes. Des lunettes. Non, nó thấp em ơi. Des lunettes. Des lunettes. D'accord. Des lunettes. Des lunettes. D'accord. Des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. Cái chữ này chính là chữ y ở đây này. Y. Soleil. Soleil. Voilà. Des lunettes solaires. Des lunettes de soleil. D'accord. Tiếp theo. Un sac. Un sac. Un sac à main. Un sac à main. Un sac à main. Un sac cadeau. Un sac cadeau. Vous voyez, mec, un sac cadeau. Un sac cadeau. Un cartable. Un cartable. Chỗ này nhớ cho chúng ta là chữ un cartable. Un cartable. Voilà. Tiếp theo này, des chaussures. Des chaussures. Des chaussures. Des chaussures. Des chaussures. Voilà, chữ này là chữ s, nhưng chữ này chỉ là chữ s. Des chaussures. Des chaussures. Des chaussures da talon. Des chaussures da talon. Nói âm da talon. Talon. Voilà. Des chaussures da talon. Des chaussures da talon. D'accord. Des chaussures da haut talon. Chaussures, ça haut talon. D'accord, voilà. Chú ý hộ cho cô một chút thôi, chúng ta sẽ đọc là chaussures, chaussures. Chaussures. Voilà. Chaussures. 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 Ok, d'accord. Bon, cô xóa nha. Tiếp theo, soirée tức là cái gì đó nó vào buổi tối, gọi là cái khoảng thời gian vào buổi tối. Soa là cái mốc thời gian là tối, còn soirée là cái cả cái buổi tối đó. Ví dụ chúng ta nói là bon soirée có nghĩa là chúc bạn có một buổi tối vui vẻ, gọi là. Nhưng khi chúng ta nói là je vais à la soirée, đó ví dụ tên của cuộc đua đó chẳng hạn, Damien, ví dụ tao đến vào cái bữa tiệc tối đấy của anh nhạc, khi đó chúng ta dùng cái từ soirée, nó giống như kiểu là một cái bữa tiệc mà diễn ra vào buổi tối, có nghĩa như thế nữa. Quên. Thế thì trong một cái soirée nó sẽ có những cái gì ở đây? Une fête, fête tức là nói về lễ hội, tiệc tùng hay gì đó, chúng ta có từ fête. Và khi nói về một cái người nào đó mà ăn chơi trác táng thì chúng ta sẽ dùng cái từ fête. Ôi, fête. Voilà. Un karaoke, cái này chúng ta biết đúng không ạ? Chanson, bài hát. Ami, bạn. Voilà, ami, une amie. Vậy là bạn gái đúng không ạ? Đây là bạn trai, đây là bạn gái. Copain là bạn thân. Vậy, copine, bạn thân là nữ đúng không ạ? Vậy, thế thì nó sẽ có cái hai cái cấp độ nó sẽ khác nhau. Tất nhiên là sẽ khác nhau. Ví dụ như là khi các bạn, thời các bạn đi học chẳng hạn, hoặc là như bây giờ các bạn với nhau trong cùng cái lớp chuyên khoa của chúng ta chẳng hạn, thì các bạn sẽ gọi là bạn học cùng lớp, camarade. Ouais, chúng ta sẽ gọi là camarade. Có thể là anh hay là huyên thì tùy. Thế nhưng khi mà chúng ta chơi thân với nhau, chúng ta chơi thân với nhau ấy, thì chúng ta sẽ gọi là copain, copin, tức là sẽ có một số cái chúng ta sẽ chia sẻ tâm sự với nhau, nó lên một cấp độ nữa, đó là copain, copin.
Và cao hơn một cấp độ nữa, chúng ta có từ ami. Và là từ ami đó là bạn, cái người bạn, khi đã gọi ai là ami ấy, thì cái người đó là sẵn sàng là làm mọi việc của chúng ta mà không hề tính toán hay gì cả, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ của chúng ta. Tức là cấp độ của tình cảm nó tăng dần lên. Và chúng ta nhìn cái từ ami này, nó có cái gì đó sẽ khiến cho chúng ta nghĩ đến cái từ amour, hay là cái từ em mê mà chúng ta biết. Động từ em mê là động từ yêu ấy ạ. Và là amour chính là tình yêu đấy ạ. Nên là chúng ta có thể đi theo các cái cấp độ từ kamakhak lên copan, copin lên ami, và là đến amour. Vậy đó, nhưng mà để mà trở về từ ami, từ amour kia mà trở về cái kamakhak này thì rất là khó. Chúng ta chỉ có tuần tự từ dưới đi lên được thôi, đúng không ạ? Thì ngày trước, ngày xưa trong cái tiếng Pháp cổ ngày xưa ấy ạ, khi người ta nói về người yêu, như trong tiếng Anh của các bạn là girlfriend, boyfriend ấy ạ, thì người ta dùng cái từ petit ami, đi cái từ petit, petit à, voilà, mon petit ami, à ma petit ami đó, voilà. Ngày trước thì đúng là như thế nào, voilà, tức là ngày trước nó gọi như thế này là khi nói về người yêu, voilà, nó sẽ gọi là mon petit ami, giống như girlfriend, boyfriend. Vậy nhưng mà thanh niên bây giờ thì chúng nó không thích dùng cái từ ami này nữa, nó gọi cái từ hơi già rồi, voilà, hơi cổ rồi. Nó lại thích dùng cái từ copain, copin cơ. Nhưng nó sẽ thêm cái từ vào petit copain, petit copin, gọi là bạn gái, bạn trai, người yêu đấy ạ. Gọi là làm một chút giải thích cho các bạn ngoài lề về những cái từ này. Đúng em, ami chính là bạn tri kỷ, gọi là, gọi là. Và tiếng Pháp nó có một cái từ bạn tri kỷ, đó là từ amser, gọi là amser, tức là cái người rất là hiểu chúng ta, gọi là. Chính xác, ami chính là bạn tri kỷ đấy ạ. Vậy nghĩa là một người thì có thể có rất nhiều copan, rất nhiều copy, tức là những cái người chơi cùng với mình, có chung chung sở thích với mình. Nhưng mà ami và ami thì không phải là ai cũng có được nhiều. Có những người khi cả đời chỉ có một hai người. Gọi là tiếp theo, phi garçon, cậu con trai và cô con gái, nhưng mà đây nói về bọn nhóc ấy ạ, gọi là bọn nhóc con ấy ạ. Vậy bọn tiểu học, bọn trung học á, quê. Còn khi bắt đầu lên đại học rồi thì các bạn đã thích được gọi là mademoiselle và monsieur, quê. Còn như các bạn bây giờ tất nhiên là madame và monsieur rồi, quê. Collègue, collègue, quê. Khi chúng ta đi làm ở bệnh viện, gọi là khi chúng ta đi làm, chúng ta đi công tác, chúng ta đi hội thảo, thì chúng ta gặp những cái người làm cùng cái ngành với chúng ta, làm cùng cái những bức y tế với chúng ta, thì chúng ta sẽ gọi họ là collègue, có nghĩa là đồng nghiệp, gọi là đồng nghiệp. Invitation, danh từ của động từ invite, nghĩa là sự mời mọc. Vậy còn invite và uninvite, tức là đây là một người khách nam được mời, gọi là một người khách, gọi là khách. Đây là một ông khách hay là một bà khách. Nhưng mà khách được mời đến một cái sự kiện nào đó, chứ không phải là khách đi mua hàng. Khách đi mua hàng thì chúng ta sẽ có cái từ đây gọi client. Gọi là giá nguyên client, đây là khách mua hàng, còn đây là khách mời đến nhà. À, hình như chúng ta đã từng được học cái từ phòng ở khách sạn là gì nhỉ, bạn nào còn nhớ không? Chúng ta đã học cái từ đấy rồi, sao đúng không ạ? Phòng ở khách sạn ấy ạ. Chambre. Chúng ta đã học đặt phòng rồi đúng không ạ? Chúng ta có từ chambre. Ok. Chambre, đúng không ạ? Ở hotel đúng không? Chúng ta đặt khách sạn bao nhiêu sao cô nhớ. Chúng ta đã học bài đó đúng không ạ? Đặt vé, đặt phòng khách sạn. Chambre tức là phòng. Và thông thường chambre, theo cái nghĩa thông thường, nếu như là ở nhà của chúng ta thì nó sẽ được gọi là phòng ngủ. Gọi là ở khách sạn hay là ở ký túc xá, đó chính là phòng ký túc, phòng, nhưng mà theo lý thuyết nó dùng để ngủ thôi. Vậy nên chúng ta thấy là đa phần khách sạn nó không cho chúng ta nấu nướng ở trong đó. Vậy trừ apartment thì nó sẽ nấu. Thế thì vậy thì theo chúng ta, cái từ phòng mà dành cho khách đến nhà chúng ta để ngủ lại, chúng ta hay gọi là phòng gì? Phòng khách. Vậy thì nếu như chúng ta nói phòng khách, chúng ta sẽ phải giải thích cho người ta hai cái đúng không ạ? Phòng khách có thể là cái phòng to đùng,
mà tất cả mọi thành viên trong gia đình chúng ta sẽ sinh hoạt chung ở đó. Chúng ta gọi đấy là phòng khách, đúng không? Nhưng phòng khách cũng có thể theo cái nghĩa như cô vừa mới nói là phòng dành cho khách. Phòng dành cho khách. Như vậy thì theo các bạn, cái từ phòng dành cho khách sẽ là chambre gì được ở đây? Một trong những cái từ chúng ta vừa mới học thôi. Dami. Chính xác, tốt quá, gọi là chambre dami. Rất tốt. Chambre dami chính là phòng dành cho khách đến nhà chúng ta để ở. Tất nhiên cái phòng này để ngủ thôi. Rồi, chambre dami. Wait, bạn nào vừa nói đấy? Chắc là cũng có biết, có không thì bạn quá là thông minh đấy ạ. Wait, chúng ta đọc lại cho cô ạ. La soirée. La soirée. Ok. D'accord. Une fête. Une fête. Une fête. D'accord. E. Âm E. Không phải âm E. E. Fête. Une fête. Ok. Giống như fenêtre. Fenêtre. Cửa sổ ấy ạ. Un karaoke. Un karaoke. D'accord. Un karaoke. Une chanson. Une chanson. Un garçon. D'accord. Un collègue. Une collègue. Ok. Une invitation. Une invitation. Un invité. Chúng ta có phonetic ngữ âm, vậy cái âm cuối cùng của chúng ta sẽ bị câm đi, muet, nghĩa là câm, gọi là. En général, thông thường, on ne prononce pas les consonnes et le e en fin de mot. Thông thường chúng ta sẽ không phát âm ra cái phụ âm hoặc là cái chữ e khi nó đứng cuối của một từ. Ví dụ, ở đây chúng ta có này, il est, ok? Chúng ta dùng đến e thôi, không có stutter gì cả, gọi là đúng không ạ? Il est très, đến đây chữ E là hết rồi, très grand, đến đây thôi là hết, đúng không ạ? Chữ D này không có con D thì nó thành giống cái mất rồi. Tiếp theo này, elle, chúng ta lại không có chữ S, chữ T nữa đúng không ạ? Nhưng mấy cái chỗ này thì chữ E của nó ở cuối, cho nên chữ E này không được đọc lên, mà chữ cái phụ âm cuối cùng sẽ được đọc lên và chúng ta sẽ đọc nó là grand. Ok, đây là D là chữ D này, vâng ạ. Tiếp theo như thế, số nhiều chúng ta cũng chỉ đọc là in thôi, chúng ta không có ins, không có đúng không ạ? In, chúng ta có song, hay là on, mình đọc là ong, đúng không ạ? In song, và in song gong, gọi là chỉ học hết chữ, thật ra nó cách cái này bị thiếu đấy ạ. Chúng ta chỉ đọc hết cái chữ gong thôi, không đọc cả chữ d và cũng không đọc chữ s. Các bạn lấy cái bút các bạn đặt thêm vào chữ d này cho cô. Okay. Còn chữ cuối này thì mới là, gọi là en song gong d. Chúng ta sẽ đọc đến chữ đờ, đúng không ạ? Còn chữ này các bạn lấy cái bút các bạn gạch thêm vào cái chữ đờ là cho cô. CD gọi là E. Xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem bài của chúng ta, nó dạy chúng ta cái gì đây. Observez le post Instagram doc 1 et dit qui écrit. Nào, chúng ta nhìn cho cô cái post ở trên cái Instagram này và nói cho cô biết ai là người viết cái post Instagram này? Ai viết ạ? À? Qui écrit? Ai viết? Ở đây có ai chơi Instagram không ạ? À? Không thì vẫn viết được. Cái đứa nào viết đầu tiên là đứa viết rồi. Đứa nào viết ạ? À?
Julie thôi chứ. Ờ, chữ cái cuối không đọc lên bao giờ đúng không? Chữ ơ cuối không bao giờ đọc lên. Julie, d'accord. Julie, d'accord. Julie, chúng ta đọc này. Entouré, quanh tròn vào. Les sujets, những cái chủ đề mà chúng nó nói thôi ở đây. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có cái đọc cái câu của nó nhá. Je chante, gọi là đi từ cái danh từ gì ra? Chanson. Động từ chante, nhóm 1. Tôi hát một bài hát karaoke vào cái buổi tối hát karaoke đó. Wait, cái bài hát đó nó tên là chanson Isabonita. Wait, đó là bài hát Isabonita của Madonna. Wait, j'adore phải là chanson pop. À, như vậy thì các bạn sẽ biết rằng sơ sơ thì trong đầu mình chúng ta nhớ được con này nó nói về cái gì ở cái post này của nó. Cái post gì ở đây? Nó nói về cái gì? Nó hát cái gì? Hát cái gì ạ? Karaoke đúng không ạ? Hát trong một cái soirée buổi tối, tất cả các cái đấy là phải một cái buổi tối rồi, tất cả mọi người nói để hát karaoke đúng không ạ? Và nó hát một cái bài hát nào đó của ai? Madonna. Nó thích cái dòng nhạc gì? Pop. Ok, đã cả. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhìn xem. Wait. Bây giờ ở dưới nào. Có cái nào trong đây nó nói tới? Nhắc ra cho cô ạ. Nhắc ra cô những từ nào karaoke. Lơ karaoke, đã có chúng ta căng tròn nào đúng không ạ? Gì nữa? Soirée. La soirée, chính xác. Quanh tròn vào, gì nữa? Chanson. Ok, chanson. Chanson, đã có chanson. Đó, quanh vào ba cái từ đó cho cô. Đã có, rất đơn giản. Souligner, gạch dưới, les phrases avec une information précise. Gọi là đặt dưới những cái câu với những cái thông tin cụ thể. À, như chúng ta còn phần C ở trên nữa. À, đây. Relisez, écoutez la bonne réponse. Nào, ở đây, Julie présente Madonna. Có phải cô ấy présente tức là giới thiệu về Madonna hay không? Có phải không? Không. Không. Gọi là Julie décrit sa photo. Có phải cô ấy đang miêu tả cái bức ảnh mà cô ta đăng trên Instagram không? Phải. Chính xác, có nghĩa là gì? Cô ta chụp cái này ở đâu? Đúng không ạ? Thế khi và là chúng ta có động từ nguyên thể của nó đây ạ. Đó là động từ. Thế khi ạ. Voilà. Julie présente un restaurant. Vậy, cô ta giới thiệu một cái nhà hàng nào đó. Ở đây chúng ta có cái câu hỏi của người vào. Super ta photo, bức ảnh của cậu đẹp quá. C'est dans un restaurant, có phải trong nhà hàng không? C'est le restaurant là Felicita Paris. Nào, thế vậy thì ở đây cô ta có phải cái mục đích cô ta đăng cái bài này lên là để giới thiệu về cái nhà hàng đó không? Không. Người ta đơn giản, người ta chỉ hỏi là gì? À, mày chụp cái ảnh này, cái ảnh này mày chụp ở đâu đấy? Chứ không phải cô ta đăng lên rồi bảo, à, hôm đấy ta đi ở nhà hàng, nếu không cái post của cô ta sẽ khác đúng không ạ? Ta đi nhà hàng cái gì đó, khi đó mới là présent mà anh guest đúng không? Đắc cỏ, như vậy chúng ta chỉ tích rê vào chỗ này thôi, đúng không ạ? Bây giờ, souligner la phrase avec une information précise, câu nào có thông tin đúng không ạ? La chanson Isabonita, Isabonita, đúng hay sao? À, có đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng. Đúng, mình gạch chân hết vào chỗ này cho cô. Gạch chân hết cả câu này. Tiếp tục. Je chante une chanson. Đông. Tôi đông. Hát một bài hát. Đấy có phải thông tin cụ thể không? Không. Không, bài hát gì? Không. Vì là nhanh tóc từ qua. Gọi là bất kể một bài hát nào mà đâu ạ. Ui, bất kể bài hát nào. Đấy đâu phải là thông tin cụ thể. Cái này là nó đang ôn cho chúng ta. Đang nói với chúng ta về mạo từ xác định mà không xác định đấy. Xác định là cái bài hát tên là Isa Bonita, còn không xác định là tôi hát một bài hát nào đó. Đấy là không xác định mà, đúng không? C'est dans un restaurant, đấy có phải là thông tin cụ thể không? Có phải không? Không, cũng là một nhà hàng nào đó thôi, đúng không ạ? Còn thông tin cụ thể của chúng ta là câu số 4. C'est le restaurant la Felicita Paris. Rất cụ thể. Như vậy chúng ta sẽ gạch chân vào câu số mấy và câu số mấy? Một và bốn. Anh đi kê lê giác tích là ok đây ạ. Anh đi kê những cái mạo từ để đưa ra một cái thông tin cụ thể. Nào, thông tin cụ thể người ta dùng mạo từ gì trong những câu này?
Đặt ra cô cái mạo từ người ta dùng rồi chắc để đưa ra thông tin cụ thể nó là mạo từ gì. Là. Là. Ok. Và gì nữa? Lơ. Lơ. Và thông tin không cụ thể đó là từ nào? Win. Win. Tá. Đa con. Ôn lại kiến thức đã học đúng không ạ? Cái phần này chúng ta sẽ phải nghe đây. Écoutez la conversation entre Julie et David. Oui, nghe cái cuộc hội thoại giữa Julie và David. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Souligner la bonne réponse. Bạch dưới cái thông tin đúng. À, câu trả lời. David pose des questions. David pose đi từ động từ poser có nghĩa đặt đặt câu hỏi về vấn đề gì? Sur quelque chose. Về vấn đề gì? David đặt câu hỏi vấn đề gì, về bài hát hay là về những người đồng nghiệp của Julie hay là về một cái nhà hàng nào đó. Ngoài đó, tiếp theo chúng ta sẽ trả lời cho cô câu hỏi là đúng hay là sai. David có ở trên cái bức ảnh đó không? David est ami avec les collègues de Julie. David có phải là bạn với cả đồng nghiệp của Julie không? Julie décrit ses collègues. Julie đang miêu tả những người đồng nghiệp của cô ấy. Và cuối cùng chúng ta sẽ nghe lại để chúng ta nhận biết các nhân vật này theo những cái ngoại, những cái đặc điểm mà chúng ta vừa mới học ở bên kia. Chúng ta nghe ạ. Và gì? Leçon 9. Décrire une personne. Document 2. Regarde. Tu es avec qui? Avec mes collègues. Alors lui, c'est Danny, l'informaticien. Il est grand. Il est élégant avec sa veste. Et il porte toujours un chapeau. So chic. Il est triste. Triste? Non, il est sérieux. Et elle, la petite brune, c'est qui? C'est la copine de Danny, c'est Chiara. Elle est très jolie et sympa. Et la fille avec les cheveux longs, là, c'est Cathy. Elle est belle, hein? Elle est grande, non? Elle n'est pas grande, elle est sportive. Ouais. Et là, c'est Florence. J'aime bien Florence. Elle est adorable. J'adore ses lunettes. Et lui, il est beau. C'est Brad Pitt. Arrête. C'est Bertrand. C'est mon chef. chúng ta chưa nghe kỹ nhưng chúng ta thấy rằng cái bài này là cái thằng David nó nói về cái gì? Và con này nó đang giới thiệu về cái gì? Trong những cái mà danh từ ở đây của chúng ta có phải giới thiệu một bài hát, những bài hát không? Đồng nghiệp hay nhà hàng? Về cái gì ạ? Về những người bạn. Chính xác, ok. Về những người bạn của cô ấy. À, vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và trả lời cho cô các câu hỏi dưới 1, 2 và 3. Có gì? Leçon 9. Décrire une personne. Document 2. Regarde. Tu es avec qui? Avec mes collègues. Alors lui, c'est Danny, l'informaticien. Il est grand. Il est élégant avec sa veste. Et il porte toujours un chapeau. So chic. Il est triste. Triste? Non, il est sérieux. Et elle, la petite brune, c'est qui? C'est la copine de Danny, c'est Chiara. Elle est très jolie et sympa. Et la fille avec les cheveux longs, là, c'est Cathy. Elle est belle, hein? Elle est grande, non? Elle n'est pas grande, elle est sportive. Ouais. Et là, c'est Florence. J'aime bien Florence. Elle est adorable. J'adore ses lunettes. Et lui, il est beau. C'est Brad Pitt. Arrête.
C'est Bertrand, c'est mon chef. Ok, nào. Ở đây chúng ta có hai cái động từ này, gọi là gegag. Đi từ động từ gegagde, có nghĩa là nhìn cái gì đó. Gegagde la television, xem TV. Gọi là gegagde, watch. Và chúng ta có động từ porte, nó sẽ đi với lại vêtement hoặc là accessoire. Hoặc là accessoire. Porte, mặc cái gì đó. Vậy, động từ porte có thể là cầm cái gì đó, nhưng trong cái nó khi đi với quần áo thì dịch là mặc. Ngoài động từ porte ra thì chúng ta còn có một động từ nữa, đó là động từ mettre. Động từ porte thì động từ nhóm 1 chúng ta biết rồi. Động từ mettre là động từ nhóm 3. Gọi là lát nữa cô sẽ chia chúng ta sau, sau khi chữa bài này. Bây giờ trả lời cho cô ạ. David có ở trên bức ảnh mà cô này nói hay không? Ví dụ nào? Vrai ou faux? Voilà, như vậy chúng ta sẽ chọn đây là faux. Wait. David est ami avec les collègues de Julie. Abby có biết bà là bạn của những người bạn của đồng nghiệp của Julie không? Có không? Danny, no. No, bien sûr que non. Anh ta đâu có biết gì về họ đâu. Anh ta hỏi cô này về họ mà. Và Julie décrit ses collègues. Có phải cô ta đang miêu tả những người đồng nghiệp của mình không? Hả? Vrai ou faux? Vrai. Tất nhiên phải vrai thì chúng ta mới có cái bài C này được. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại cho cô từng người một để nhận biết cho cô năm người này là ai trong đây. Chúng ta nghe. Có tên. Đây chúng ta có Chiara, gọi là Bertrand, Cathy, Florence, Dani. Gọi là écoutez. Leçon 9. Décrire une personne. Document 2. Regarde. Tu es avec qui? Avec mes collègues. Alors lui, c'est Danny. Ok, cô ta người đầu tiên cô ta nói tới tên là gì ạ? Trong năm cái tên này. Cái số năm ạ? Đúng không? Đúng rồi, mình đọc là gì? Danny. Danny, ok, chúng ta nhắc lại luôn tên cho cô. Wait, Danny, nào đặc điểm của Danny là gì? Yeah. C'est Danny, l'informaticien. Informaticien là làm nghề gì? Có nhớ không? Informaticien là làm nghề gì? IT ấy. Ví dụ tin học đúng không? Informaticien ấy ạ. Nó đi từ information ra ấy. Chúng ta học rồi. Informaticien. Il est grand. Il est élégant. Gì nhỉ? Anh ta làm sao ạ? Il est grand, cao lớn. Đúng rồi, và gì nữa? Về cái vẻ bề ngoài thì sao? Il est élégant. Non. Il est élégant avec sa veste. Anh ta làm sao ạ? Élégant. Élégant, rất là trang nhã. Với cái gì? À với sa. Đồ mặc. Vest. Anh ta rất là tao nhã với lại cái bộ vest của anh ta. Avec sa. Tính từ sở hữu. Sa vest. Sa vest. Et il porte toujours un chapeau. Anh ta làm sao? In. Porte toujours un chapeau. En avec sa veste. Et il porte toujours un chapeau. In. Động từ gì cô vừa viết ở đây này? In. Porte. Porte cái gì? Luôn luôn đội cái gì, mặc cái gì? Gọi là il porte toujours un chapeau. Lúc nào anh ta cũng đội mũ. Il porte toujours un chapeau. Toujours un chapeau. So chic. Đó, vậy thì đây là ai trong những người này? Ai? Photo B. Chính xác, B. D'accord, ok. Và người ta còn nói thêm một cái tính cách nữa của anh ta, đó là gì? Nghe tiếp.
Il est triste. Triste? Non, il est sérieux. Voilà, trông anh ta có vẻ nghiêm túc thế đấy. Il est sérieux. Oui, chúng ta nghe tiếp. Người tiếp theo là ai? Et elle, la petite brune. Nào, et elle, la... Cô gái, tắc gì? Et elle, la petite brune. La... Brune. Đúng rồi, brune. La petite brune. Cái cô gái nhỏ nhắn mà tóc màu gì? Nâu. Màu nâu, la petite brune. Voilà. Brune, c'est qui? C'est la copine de Dani. Đó là ai? Dani. C'est... Non, 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 không phải Dani, Dani là thằng này rồi. Nào, con, cái đứa con gái màu tóc nâu ấy, nó là ai? Copine de Dani. C'est... Brune, c'est qui? C'est la copine de Dani. Là ai? Copine. Copine de Dani, voilà, bạn gái của Dani. À, voilà. Copine de Dani, c'est Chiara. Chiara. Chính là con Chiara ở đây. Con Chiara này đây, con này đây. Gọi là câu này xong nhá, chúng ta nghe tiếp. Elle est très jolie et sympa. Elle est très jolie et sympa. Rất là xinh đẹp và dễ gần. Et la fille avec les cheveux longs, là? Nào, et la fille avec gì? Và cái cô gái với? Et la fille avec les cheveux longs, là? Avec gì? Cheveux longs. Cheveux longs. Cheveux longs. Đúng rồi. Và cô gái với cái mái tóc dài á? Et la fille avec les cheveux longs, là? C'est Cathy. Đó là con nào? Cathy. Cathy, ok, như vậy mình sẽ nói nhân vật thứ ba là nói là con Cathy là một con có tóc dài, nhưng bây giờ mình không biết là cả hai con này là con nào. Nghe tiếp thông tin. Cathy, elle est belle, hein? Nào, vẻ ngoại hình của cô ta, elle est... Belle. Belle, voilà, elle est belle, hein? Cô ta xinh đấy chứ nhỉ? Elle est grande, non? Cô ấy, làm sao? Grande, non? Cao, voilà, cô ấy cao có phải không? Elle est grande, non? N'est-ce pas? Voilà, có phải không? Elle est grande, non? Có phải cô ấy cao không? Grande, non? Elle n'est pas grande. Elle est sportive. Nào, cô ấy không cao mà cô ấy làm sao? Sportive. Ok, vậy là hình nào? Photo C. Chính xác, C. Ok, như vậy chúng ta sẽ có con thứ ba, Cathy. C. Wait, tiếp tục. Ouais. Et là, c'est Florence. Nào, đứa tiếp theo nó nói là đứa nào? Florence, ok, chắc chắn đây là tên con gái rồi đúng không ạ? Mình biết chắc chắn là cô này rồi, còn mỗi cô này thôi. Nhưng thử xem những đặc điểm là gì, chúng ta nghe. J'aime bien Florence, elle est adorable. Nào, tính cách làm sao? Elle est adorable. À là, elle est adorable. Rất là dễ gần, dễ mến. J'adore ses lunettes. Cô ấy đeo cái gì? De lunettes. Voilà. Cô ta nói j'adore ses lunettes, tôi rất thích những cái kính của cô ta. Còn nếu chúng ta chuyển ra một cái nào, thì nó là gì ạ? Elle porte des lunettes. Elle porte des lunettes. Động từ porte ở đây, trên đúng không ạ? Đó, như vậy bức tranh con Florence là bức tranh gì? Sao? Ok. Và cuối cùng, không cần miêu tả nữa, ông ta nói ông này là ai? Et lui, il est beau. Nào, anh này ngoại hình như thế nào? Il est beau. Beau, ok, vẻ ngoài, apparence, voilà, đẹp trai. C'est Brad Pitt. Phải là Brad Pitt không hả? Arrête. Thôi đi. C'est Bertrand, c'est mon chef. Ông này là ai ạ? C'est Bertrand. Ông ta là ai so với cô này? Việt Nam mình mượn từ này để nói đấy. Arrête. C'est Bertrand, c'est mon chef. Nào, Việt Nam mình mượn từ này để gọi chef. Ok, chef. Từ chef đây ạ. Mon chef. Việt Nam mình cũng gọi là sếp đấy. Gọi là sếp tôi đấy ạ. Chef. Mượn từ tiếng Pháp ra. Quấy. Đã xong nhá. Phần miêu tả người ăn mặc quần áo đúng không ạ? Nghe là notez les mots pour caractériser les personnes et les choses. À, tính là những cái chúng ta vừa mới nói đấy. Dani về nói về con người, chúng ta nghe lại từng thông tin nhá để chúng ta điền vào này. Thứ nhất là
về con người Danny hay là về cái đồ vật của Danny? Hay là một lần nữa, chắc là chúng ta cũng quên lúc nãy câu hỏi rồi. Okay. Leçon 9. Décrire une personne. Document 2. Regarde. Tu es avec qui? Avec mes collègues. Alors lui, c'est Danny, l'informaticien. Il est grand. Ok, il est grand, ça va? Il est élégant. Il est dit là? Élégant. D'accord, élégant. Il est élégant avec sa veste. Et il porte toujours un chapeau. Ok. Còn cái gì ở đây nữa? Les choses. Ouais, chúng ta có cái vest của Danny. Ouais. Rồi nói về cái gì nữa? Người ta còn nói cái gì về của anh ta nữa nhỉ? Đồ vật, cái đồ vật gì nữa của anh ta? Chapeau. Chapeau, d'accord. Tiếp tục. Toujours un chapeau. So chic. Il est triste. Triste? Non, il est sérieux. Nào, những tính từ nào miêu tả về anh ta nữa đây? Sérieux. Ok. Và cái câu cuối cô ta nhận xét anh ta là người trông như thế nào nữa? Mặc cái bộ vest đấy. Il est triste. Pour un chapeau. So chic. Thế? Chic. Chic, ok. Chic. D'accord. Ở đây, attends. Cô sẽ cho cái này xuống dưới đi. Đây. Cho cái này elegant avec sa veste. Tiếp tục nè. Từ chic ở đây. Tiếp tục mình nghe từ thứ hai ạ. Chic. Il est triste. Triste? Non, il est sérieux. Et elle, la petite brune. Nào, tóc của cô ấy màu gì? Brune. Voilà, bây giờ mình sẽ phải biến nó thành là brune đúng không? Màu brune. Quay. Thì cô ta thì là brune giống gái rồi. Nhưng tóc của cô ấy thì phải là brune thì tóc là giống đực. Brune. C'est qui? C'est la copine de Danny. C'est Chiara. Elle est très jolie et sympa. Nào, cô ta làm sao? Cái gì ạ? Jolie et sympa. D'accord, jolie et sympa. Très jolie et sympa. Et la fille avec les cheveux longs, là, c'est Cathy. Ok, Cathy. Từ từ, hình như là... À đây nó không có miêu tả server. Đây, ok, con này không có. Cô bỏ đi. Này cô nhìn nhầm, con này là nó không cho tên vào đây. Vậy thì mình bỏ. Đúng không ạ? Bây giờ mình đến con Cathy này. Con Cathy này tóc của nó như thế nào? Chúng ta nghe lại. C'est Cathy. Elle est belle, hein? Sympa. Et la fille avec les cheveux longs, là, c'est Cathy. Nào, cheveux của Cathy như thế nào ạ? Long. Long. Đúng rồi. Long. Là tính cả, cô ta đang miêu tả cô ta như thế nào? Cheveux longs, là, c'est Cathy. Elle est belle, hein? Cô ta như thế nào ạ? Elle est... Belle. Belle, hein? Hein? Phải không? Elle est belle, hein? Elle est grande, non? Elle n'est pas grande. Elle est sportive. Nào, cô ta như thế nào? Petite. Ouais. Không, nó chỉ bảo là không cao thôi chứ không phải là nó lùn. Con này nó bảo là nó cao phải không? Không, nó không cao đâu. Mà nó như thế nào? Sport. Ouais. Sportive. Et là? Voilà, sportive. Sportive. Ouais, sportive. Ouais, nghe tiếp. Sportive. Ouais. Et là, c'est Florence. J'aime bien Florence. Elle est adorable. Cô ấy làm sao? Adorable. J'adore ses lunettes. Et lui? Ở đây thì nó không miêu tả rõ đúng không ạ? Nó chỉ nói cái nào? Cô nghĩ là cái này sách của nó bị sai đấy, chứ cái đoạn Flogon nó có nói gì về tóc đâu nhỉ? Nó chỉ nói mỗi cái gì thôi, lunette của Flogon thôi đúng không?
thì cái con này nó nói là nó làm sao cái tóc của con này, à cái kính nhỉ, sách này in sai đấy. Wait. J'adore ces lunettes. J'adore ces lunettes. Rồi, j'adore ces lunettes. Thì cái này chẳng có tính từ gì đi kèm cả, đúng không ạ? Không có tính từ gì cả, chúng ta không điền nữa. Thế thì vậy gì có lẽ là cái thông tin này ấy ạ. Đây nhá, chúng ta sẽ cái chỗ này này, mình đổi thành cái tên của con Kiara, sau đó mình sẽ điền cái chữ Brand như cô viết lúc nãy. Còn cái chỗ Florence này các bạn đổi thành tên Katy và vẫn là cái chữ lông như chúng ta vừa đánh, tức là cái sách nó bị đánh sai á. Sách cũng do người làm thôi thì có sai đúng không ạ? Wait. Và cuối cùng đáp không thì sao? J'adore ses lunettes. Et lui, il est beau. Nào, anh này làm sao? Ngoại hình, ngoại hình. Il est beau. Ok. Il est beau. D'accord. Nó là sếp của tôi thì không vấn đề gì rồi đúng không ạ? Đây, chúng ta có các tính từ này. Mình đã đọc ở bên kia đúng không? Cô đọc lại một lần nữa cho các bạn. Wait. Chúng ta có này. Grand, grande. Grand, grande. Petit, petite. Petit, petite. Joli, joli. Đọc giống nhau, đọc giống hết nhau luôn. Sérieux, sérieux, sérieuse. Sérieuse. Sportif, sportive. Sportive. D'accord. Expliquez entre le masculin et le féminin des adjectifs. Thì cái này chúng ta học về tính từ, chúng ta đã biết đúng không ạ? Thông thường thì khi chuyển sang giống cái, chúng ta sẽ thêm e vào, đúng không ạ? Những cái từ có đuôi es thì mình sẽ biến nó thành es. Và cái từ có đuôi if thì chúng ta sẽ biến thành if. Cái này chúng ta đã học còn nhiều hơn như thế, đúng không ạ? Dis qu'un adjectif a la même prononciation au masculin et au féminin. Chúng ta hãy lắng nghe và nói cho cô xem tính từ nào ở đây có cùng cách phát âm ở cả giống đực và giống cái. Ví dụ như ở đây chúng ta có từ Julie, Julie, đấy là giống nhau đấy ạ. Chúng ta nghe thử xem nha, chúng ta có phát hiện ra thêm ngoài nó ra còn cặp tính từ nào được không? Và gì? Activité 5C. Grand. Grande. Nào, đọc giống nhau hay khác nhau? Différent ou la même? Khác nhau. Khác nhau đúng không ạ? Wow, différent ou identique? Wow, chúng ta sẽ có différent là khác nhau, identique là giống nhau nhá. Bây giờ cô sẽ hỏi như thế ạ. Petit. Petite. Différent ou identique? Différent. D'accord, différent. Joli. Joli. Différent ou identique? Identique. D'accord. Sérieux. Sérieuse. Différent ou identique? Différent. D'accord. Et toi? Sportif. Sportive. Différent ou identique? Voilà, nó đọc lại những từ ở đây thôi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rõ ràng chỉ có mỗi cái thằng Jolie này là đọc giống nhau thôi. Ok, c'est tout, voilà, voilà. C'est tout. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh và chúng ta sẽ chữa bài tập luôn ạ.